Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay khi mà mình ngồi đây thì mình sẽ quay trở lại với chủ đề Pokemon Go của chúng ta. Và cũng đã rất là lâu rồi thì mình không ngồi trước ống kính để cùng trò chuyện với các bạn, đúng không nào? Và quay trở lại chủ đề Pokemon Go ngày hôm nay của chúng ta thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm dành cho những bạn mà mới chơi á, để khi mà sau này các bạn chơi lâu rồi á, thì khi mà các bạn đã biết những điều này rồi thì các bạn sẽ nói là ồ, phải chi ngày xưa mà chúng ta biết trước được á, thì chúng ta sẽ không mắc phải những cái sai lầm cũng như là những gọi là những cái trouble liên quan đến cái việc mà chúng ta có thể là chúng ta xóa nhầm vật phẩm nè, hay là chúng ta đầu tư quá nhiều cho một con Pokemon nhưng mà thật ra thì Pokemon đó nó không hề mạnh. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng không quên nhắc với các bạn rằng là chúng ta có một group tên là Pokemon Go xuyên Việt ở trên Facebook để chúng ta có thể cùng chơi, cùng chia sẻ những kinh nghiệm về Pokemon Go. Nếu như các bạn có nhu cầu tham gia thì các bạn tham gia nhé. Một kinh nghiệm đầu tiên và cũng là một cái câu hỏi mà mình thấy rất nhiều bạn newbie hỏi trên các group Pokemon Go, đặc biệt là group Pokemon Go xuyên Việt, đó chính là câu hỏi là khi mà các bạn mới bắt đầu chơi thì chúng ta nên chọn Pokemon nào gọi là mạnh nhất. Và mình xin thưa với các bạn rằng là nếu như ở trong game và thậm chí ở trong phim của Pokemon luôn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi Pokemon nó đều có điểm yếu hết. Và nếu như các bạn để ý ở trong Pokemon Go thì chúng ta sẽ có sự tương khắc hệ và tương khắc chiêu thức. Nghĩa là sẽ có cái bản tương khắc hệ, ví dụ như là hệ lửa với hệ nước sẽ tương khắc với nhau nè. Rồi xong hệ bóng đêm với hệ tiên cũng sẽ tương khắc với nhau nè. Nên là chúng ta sẽ không có khái niệm là Pokemon mạnh nhất, mà chúng ta chỉ có khái niệm là Pokemon nó tốt nhất tại thời điểm đó thôi. Và nếu như mà các bạn PvP, cho dù Pokemon của bạn có mạnh đến cỡ nào đi nữa, nếu như bạn gặp một cái đối thủ có cái hệ khắc với hệ của bạn á, thì đương nhiên là bạn sẽ bị yếu thế hơn. Và thậm chí là cái chiêu thức của đối thủ khắc hệ với lại cái chiêu thức của bạn, thì các bạn cũng có thể là các bạn thua trong cái trận đấu PvP đó. Kinh nghiệm rút ra đó chính là nếu như các bạn mới chơi Pokemon á, thì các bạn cứ cố gắng cày level đi. Các bạn cứ bắt tất cả những con Pokemon trên đường đi của các bạn, và bắt tất cả những con Pokemon bạn cần tìm thấy á, sau đó các bạn transfer thành kẹo nè. Thì lúc đó thì các bạn sẽ cày được điểm kinh nghiệm. Và khi các bạn đạt được một cái mốc level gọi là level 30 á, đây là một cái mốc level rất quan trọng ở trong Pokemon Go. Bởi vì từ cái level 30 này trở lên á, thì các nick của chúng ta sẽ thấy được cái chỉ số IV chuẩn của Pokemon. Và gọi là tại sao chúng ta lại gọi là IV chuẩn? Nghĩa là các bạn có theo dõi ở những cái group Pokemon Go, đặc biệt là group Pokemon Go xuyên Việt á, thì khi các bạn thấy bản thân mình này hay là một số bạn chia sẻ những cái hình ảnh Pokemon có kèm theo tọa độ như thế này, thì chúng ta sẽ di chuyển GPS hoặc là các bạn có thể đi bộ đến đó nếu như là địa điểm đó gần cái địa phương của các bạn á, thì các bạn sẽ thấy được con Pokemon nó có chỉ số đúng bằng như trên cái hình mà mình các bạn đã chia sẻ. Tuy nhiên nếu như các bạn dưới level 30 á, thì khi mà bạn đến á, thì cái chỉ số IV nó sẽ random. Random nghĩa là nó sẽ chạy IV từ 1 cho đến 100 luôn hên xui. Và chúng ta sẽ không thể nào có cái IV chuẩn như người ta đã chia sẻ được. Đó là lý do vì sao mà mình khuyên các bạn nên lên level 30 đi rồi chúng ta tính ha. Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là cái việc mà các bạn làm nhiệm vụ á. Khi mình chia sẻ kinh nghiệm này thì các bạn hãy thật lưu ý cái phần này nha. Khi mà các bạn làm nhiệm vụ ở trong cái mục Special ở trong game á, thì các bạn click vào cái dấu có cái hình gọi là cái ống kính nè các bạn. Xong sau đó các bạn click vào mục Special nha. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều những nhiệm vụ luôn. Và có những cái nhiệm vụ á, khi mà chúng ta hoàn thành thì chúng ta sẽ bắt được con Pokemon ở trong nhiệm vụ đó. Và các bạn hãy lưu ý rằng những chú Pokemon này các bạn hãy hạn chế xóa, hay còn gọi là hạn chế transfer đó nha. Vì đôi khi những chú Pokemon này nó sẽ trở thành một cái nhiệm vụ cho một cái gọi là nhiệm vụ sau của cái nhiệm vụ đó. Ví dụ nha bạn, thí dụ như sẽ có một cái bộ nhiệm vụ là nó sẽ yêu cầu các bạn là tiến hóa con sâu Weedle thành con ong. Nghĩa là trong cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ bắt được con sâu Weedle nè. Thì với cái gọi là cái kinh nghiệm thâm niên của những bạn mới chơi á, thì đa số các bạn thấy là con sâu này nó gọi là nó chỉ phối IV nó không có ok, nên là các bạn transfer hết luôn. Xong đến khi mà các bạn bước qua cái bước thứ hai của cái bộ nhiệm vụ đó thì nó lại yêu cầu bạn tiến hóa con Weedle. Không bé ơi. Và lúc đó là các bạn có thể gọi là chúng bạn không thể kiếm ra chú Weedle luôn. Bởi vì cái quy tắc ở trong game Pokemon Go á, đó chính là Pokemon nó sẽ xuất hiện theo event. Và một số Pokemon nó sẽ xuất hiện theo mùa. Do đó nếu như không phải là event hay cũng không phải là mùa của chú Weedle á, thì các bạn có thể gọi là gần như các bạn không thể kiếm được trong game luôn. Và các bạn đôi khi các bạn có thể kiếm được trong cái việc các bạn đánh Rocket nè,
Tuy nhiên thì cái việc mà đánh rocket á nó cũng gọi là mất thời gian lắm các bạn. Và nếu như các bạn không di chuyển GPS á, ở những cái khu vực mà không có Pokestop, không có game á, thì các bạn sẽ tìm rocket rất là khó luôn. Do đó cái việc đầu tiên là các bạn hãy nhớ rằng là các bạn đừng nên xóa những Pokemon bắt được ở trong nhiệm vụ. Bởi vì biết đâu nó sẽ trở thành một cái yêu cầu của cái nhiệm vụ tiếp theo của bộ nhiệm vụ đó. Và điều chia sẻ thứ ba mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là một cái câu hỏi mà mình thấy là những cái bạn newbie ấy, nếu như các bạn chưa tìm hiểu và chưa biết về game Pokemon Go á, thì các bạn hay hỏi đó chính là các bạn thắc mắc rằng là tại sao khi mà các bạn vào trong game á, thì trên màn hình điện thoại của các bạn không có Pokestop nè, không có game nè, không có giống như là những cái màn hình điện thoại của mình hay là những cái bạn khác chơi trong group Pokemon Go á. Thì mình xin thưa với các bạn rằng là bởi vì game Pokemon Go này nó dựa trên định vị thực tế của điện thoại các bạn, nên là cái địa điểm mà các bạn đứng ở trong game á, nó chính là cái địa điểm mà các bạn đang đứng ở ngoài thực tế á. Thì tại địa điểm đó của các bạn á, nó không có Pokestop này, không có game, thì tất nhiên là ở trong game các bạn sẽ không có rồi. Còn vì sao ở những chỗ của tụi mình có, thì thứ nhất là game nó đã tạo sẵn ở những cái chỗ của tụi mình rồi. Hoặc là cái thứ hai nữa là những cái bạn mà gọi là chơi game ở những khu vực của tụi mình á, thì các bạn đó tạo những cái game và Pokestop, do đó là khu vực của tụi mình có nhiều thôi. Và làm sao để mà các bạn có thể chơi game khi mà các bạn ở những cái vùng mà các bạn không có game và Pokestop? Cách thứ nhất là một cái cách mà mình nghĩ là những bạn bộ binh hay làm, đó chính là các bạn sẽ di chuyển bằng xe máy nè, bằng xe đạp hay là bằng một cái phương tiện vận chuyển gì đó. Các bạn đến những cái khu vực mà có game và Pokestop. Và những cái khu vực mà có game và Pokestop nhiều á, thường là những cái nơi tập trung nhiều trainer của Pokemon Go. Ví dụ như những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh nè, Đà Nẵng hay Hà Nội gì đó, thì chúng ta đến đó chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất là nhiều game và Pokestop. Thậm chí là các bạn qua những cái quốc gia giống như là Mỹ nè, Tây Ban Nha thì cũng có rất là nhiều game và Pokestop. Và mình nói cái đó là dành cho những bạn mà muốn chơi theo cách bộ binh ha. Còn nếu như những bạn mà chúng ta muốn tiết kiệm thời gian hơn và các bạn không ngại gọi là bị panic, các bạn chọn những cái phương án mà di chuyển GPS trên Android hoặc trên iOS, thì trên kênh YouTube của mình nó đã có đầy đủ những cái video mình chia sẻ về những cái cách di chuyển GPS trên Android và iOS rồi. Các bạn có thể tham khảo những cái cách đó để các bạn có thể di chuyển nhân vật của các bạn đến những cái vùng mà các bạn yêu thích. Và mình cũng có một video chia sẻ đến các bạn những cái gọi là những cái nơi mà có nhiều game và Pokestop và những cái nơi đáng chơi Pokemon Go nhất trên thế giới. Và các bạn có thể xem video đó để các bạn có thể tham khảo được những cái địa điểm mà siêu hot trên Pokemon Go. Một cái điều mà mình nghĩ rằng là các bạn newbie cũng rất là thắc mắc và mong mỏi, đó chính là các bạn hay hỏi rằng là làm sao để chúng ta có thật nhiều Pokecoin nhưng mà chúng ta không phải bỏ tiền chúng ta nạp vào trong game. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok, và trong video này thì mình cũng chia sẻ với bạn luôn, đó chính là cái việc mà các bạn thủ game. Cái ngày á, thì các bạn sẽ thả một chú Pokemon của chúng ta vào trong game, và cứ khoảng 8 tiếng thì chúng ta sẽ được 50 Pokecoin, và giới hạn là 50 Pokecoin một ngày thôi nha các bạn nha. Nghĩa là nếu như các bạn có thả 10 con Pokemon vào trong 10 cái game đi nữa, thì ngày hôm đó các bạn cũng chỉ nhận được tối đa 50 Pokecoin mà thôi. Và làm sao để nhận được? Nghĩa là chúng ta sẽ thả Pokemon vào và Pokemon của chúng ta sẽ phải bị một cái đội khác màu với chúng ta đánh cái game đó, và Pokemon của chúng ta bị trả về, thì khi đó chúng ta mới nhận được 50 Pokecoin nha. Và một cái mẹo nho nhỏ dành cho những bạn ở những cái khu vực mà chúng ta có sẵn game, đó chính là các bạn tạo hai cái nick khác màu nhau, hay còn gọi là khác team nhau á. Cụ thể là có thể bạn chọn nick chính của bạn là team vàng nè, thì các bạn sẽ tạo một cái nick phụ là team đỏ hoặc là team xanh gì đó, để khi mà các bạn thả vào game á, thì các bạn cứ canh đúng 8 tiếng thì các bạn cứ lấy cái nick còn lại, các bạn đánh cái game đó để các bạn trả Pokemon về và các bạn lấy 50 Pokecoin. Và sau đó các bạn thả Pokemon của cái nick phụ vào, và sáng mai thì các bạn lại lấy cái nick chính, các bạn đánh lại, như vậy thì các bạn sẽ có Pokecoin đều đều luôn, mỗi ngày 50 ha. Và nếu chúng ta bị chi ra là một tháng thì chúng ta sẽ có được khoảng là 1.500 Pokecoin. Cũng là một con số đáng kể đó bạn. Các bạn có thể mua được mà một số cái event box á, những cái box nó có cái thẻ đánh rare nè, cũng rất là xịn sò luôn á. Còn nếu như khu vực của các bạn không có sẵn game và Pokestop gì đó, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ sử dụng như cái cách mình đã nói hồi nãy á. Một là các bạn sẽ di chuyển đến nơi có nhiều game và Pokestop để các bạn có thể thả game nè, và các bạn có thể chơi Pokemon Go. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái cách di chuyển GPS trên Android và iOS ở trên kênh mình đã hướng dẫn. Một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng là nó cũng liên quan đến cái việc mà mình đã chia sẻ với các bạn về cái vụ mà game nó sử dụng GPS thật á, nhiều bạn newbie rất là hay hỏi, đó chính là
tại sao khi mà các bạn mở lên thì nhân vật của bạn không di chuyển được giống như là nhân vật của mình. Ok, bởi vì mình dùng những cái ứng dụng di chuyển GPS và mình gọi là mình đã can thiệp vào định vị của điện thoại á, nên là nhân vật của mình nó sẽ hiểu là cái định vị của điện thoại nó đang di chuyển nên nhân vật nó sẽ di chuyển theo. Còn nếu như các bạn sử dụng cái app gốc, các bạn tải trên App Store nè, CH Play hay là gọi là Samsung Store gì đó, thì các bạn sẽ phải di chuyển bằng thực tế của bạn, nghĩa là các bạn phải đi bộ nè, thì nhân vật ở trên game của các bạn nó mới di chuyển. Hoặc là các bạn di chuyển bằng xe hay là bằng máy bay gì đó thì nhân vật của chúng ta sẽ di chuyển theo. Chứ các bạn không thể nào mà các bạn di chuyển nhân vật của bạn nếu như các bạn ngồi một chỗ được, trừ khi là trường hợp chúng ta bị lag wifi thôi. Và có một số những cái gọi là những cái công cụ gọi là giúp chúng ta có thể di chuyển nhân vật của chúng ta trong một cái khoảng thời gian ngắn để chúng ta ấp trứng á, thì các bạn gắn vào thì nó sẽ lắc như vậy nè các bạn, nó lắc như vậy nè, nó sẽ làm cho cái định vị giống như kiểu nó bị nhức đầu hay sao á, thì nhân vật nó sẽ di chuyển một đoạn ngắn để nó thể ấp trứng thôi. Chứ còn gọi là nếu như các bạn muốn di chuyển thật thì các bạn buộc phải đi bộ thôi, hoặc là di chuyển GPS. Và các bạn ơi, cuối tháng này thì chúng ta có một cái sự kiện Pokemon Go Tour rất là nổi bật trong năm, đó là sự kiện Johto Tour. Và mình cũng có một cái video mình chia sẻ về gọi là những cái điều đặc biệt của cái sự kiện này ở trên kênh YouTube của mình rồi. Nếu như các bạn quan tâm về sự kiện này thì các bạn có thể tìm video đó để các bạn xem ha. Và cái sự kiện này mình nói thiệt luôn là rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Năm ngoái thì chúng ta có Kanto Tour và năm nay thì chúng ta có Johto Tour. Nếu như có điều kiện thì các bạn cứ mua vé cái Johto Tour để chúng ta tham gia đi, vui lắm luôn á. Ok, và mình hy vọng rằng là những chia sẻ của mình trên video này nó sẽ giúp cho những bạn newbie và những bạn mới bắt đầu chơi game mà chúng ta chưa có quá nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu về game á, thì các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn đúng không nào. Và mình nghĩ rằng là những cái câu hỏi này nè, đa số mà khi mà các bạn post lên những cái group á, thì đa số là chúng ta sẽ nhận được những cái câu trả lời là tại sao không tìm hiểu, tại sao rồi các thứ. Thì mình biết rằng là đúng là khi mà chúng ta mới bắt đầu thì thật sự là chúng ta không biết hỏi ai, không biết tìm kiếm như thế nào thiệt. Thì đó là lý do vì sao mà mình làm video này. Và nếu như các bạn có thêm được những cái thắc mắc nữa thì các bạn cứ bình luận ở dưới phần bình luận của video này đi. Đây mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ làm những cái video tiếp theo để mình chia sẻ những các bạn về những cái điều thắc mắc dành cho những bạn newbie mà khi mà các bạn chơi Pokemon Go trong cái thời điểm bắt đầu ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Các bạn cũng đừng quên like video và subscribe kênh YouTube để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt. Roads and up in the clouds.